Trong hai ngày 17 và 18 tháng 8, quận Ngũ Hành Sơn đã tiếp nhận hơn 200 tấn rau, thực phẩm, gồm rau củ quả theo phân bổ của Ủy ban Nhân dân thành phố, từ nguồn xã hội hóa và nhanh chóng cấp phát đến các hộ dân trên toàn địa bàn quận. Sau khi tiếp nhận số thực phẩm trên, quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng phân phối cho các phường trên địa bàn quận để kịp thời cấp phát đến người dân. Các phường tổ chức lực lượng và phương tiện bốc dỡ vận chuyển về địa phương. Tại đây, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, phụ nữ đã tất bật khẩn trương phân bổ số thực phẩm trên để kịp thời vận chuyển đến địa điểm đã quy định của từng tổ dân phố. Các tổ cung ứng tại khu dân cư thì có chia ra các nhóm nhỏ phụ trách từng nhóm hộ gia đình. Thì ngay sau khi được tiếp nhận thì ban nhân phường cũng đã tiến hành phân chia và cấp phát đến các khu dân cư. Và đến bây giờ thì cơ bản các khu dân cư cũng đã phân chia ra cho từng hộ gia đình và đã cấp phát đến cho nhân dân. Khi thực phẩm về tại tổ dân phố, đại diện tổ dân phố, các hội đoàn thể khu dân cư đã hỗ trợ phân chia thành từng túi nhỏ theo từng hộ gia đình với các loại như cà tím, củ cải trắng, khoai tây, bí đỏ. Từ đây, tổ trưởng tổ dân phố đảm nhận và kịp thời phân phát tới tận tay từng hộ dân trên toàn địa bàn ngay trong ngày. Thay mặt ban điều hành tổ COVID cộng đồng, tổ dân phố và bà con khu dân cư, rất là cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ trong những lúc khó khăn của bà con trong khu vực lúc mà mình bị phong tỏa. Trong thời điểm thành phố Đà Nẵng đang phong tỏa nghiêm ngặt do không thể ra khỏi nhà, việc mua sắm thực phẩm của các hộ gia đình có một số khó khăn bất tiện. Chính vì vậy, đây là phần quà thiết thực giúp các gia đình cải thiện được chất lượng bữa ăn hàng ngày, yên tâm ở nhà, cùng địa phương nhanh chóng dập dịch, góp phần sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới.